bố tôi máy bố bấm bấm Rồi để thì bố giới thiệu cho các bác nào. Clip này Mama Tuấn muốn giới thiệu đến các bác đôi loa JBL 2 bát 40. Con này quá khủng cho bác ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác đôi loa JBL 4352N. 4352N. Đây, cái bát của nó đây bác. Để em giới thiệu. Đấy. 4352N. Dòng này được thiết kế với lại hai bát trên một thân thùng. Một tép kèn. Con này có chiều cao 1m1, có nghĩa là 1m10 đấy, 1m10 cm. 1 mét chiều cao là 1m1. Chiều ngang 65 cm và chiều sâu của em nó là 45. Bác nhìn nó quá khủng chứ. Dòng này các bác nào có hội trường, sân khấu, gia đình, phòng trà, phòng khách, chơi sân vườn thì khỏi phải nói rồi. Và đặc biệt là cái đời loa này thì họ không thiết kế e-căng bác nhé. Bác chú ý với em là nó không thiết kế e-căng đâu. Đây còn củ loa đây, em lật sang cái trang củ loa cho bác nhìn này. Đây còn củ loa đấy ạ. Đấy. Đôi loa này để cho các bác mức giá 19 triệu 800. Đó là mức giá thấp nhất. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Với những dòng JBL này mà 2 bát 40. Em báo cáo với bác là bây giờ bác mua một đôi loa JBL hàng mới, hàng mới nhé. Hàng lầm khẩu hàng mới bây giờ nó phải có 26 triệu, 27 triệu trở lên rồi. 23, 26 triệu. Chứ không nói chuyện là đôi loa JBL model 4352N nữa. Đấy, bác nào cần chi tiết về củ loa hơn nữa thì em sẽ gửi cái chi tiết ảnh cho các bác. Và bác nào muốn chốt chốt hàng chẳng hạn, bác gọi cho em không được thì bác có thể nhắn tin vào số điện thoại là anh chốt đôi loa này, hoặc là nhắn tin vào Zalo hoặc số điện thoại. Bởi vì ngày trước là em cũng để cho anh em nhân viên nghe máy đấy, nhưng mà đa số các bác gặp không muốn nghe nhân viên thì cứ gọi em, nên bây giờ hầu như là em phải trả lời trực tiếp nhiều. Do vậy mà có những lúc em phải có công việc gia đình rồi công việc nhà rồi bạn bè anh em là không thể nghe hết được. Có vẻ bác nào có nhu cầu thì gọi em không được thì bác cứ nhắn tin là anh chốt đôi loa này, là về em sẽ cứ mở lần lượt, bác nào chốt trước thì bác đi được. Đôi loa này để cho bác mức giá 19 triệu 800. Còn sau đây thì bác nào cần theo dõi chi tiết hơn thì bác cứ theo dõi các ảnh nhé. Em đây, sắp tửa ví dụ em đẩy phân tần lên chẳng hạn, ảnh phân tần rồi vỏ loa, còn cần chi tiết hơn nữa thì em sẽ gửi riêng ảnh vào Zalo cho bác xem chi tiết và quay chỉ có một đôi duy nhất chứ không có nhiều. Mà không phải bảo là tràn lan. 19 triệu 800 ạ. Mời các bác tiếp tục theo dõi nhé, cái clip.